Tính đến giờ phút này thì tại đất nước Việt Nam mình đã có hơn 7 triệu ca mắc tiểu đường. Và cái con số này đang càng ngày càng tăng, thậm chí là sẽ chuẩn bị đứng lên top thế giới. Bởi vì tiểu đường là cái gì nó rất là kinh khủng. Vậy thì nếu như mình đi kiểm tra thì đa phần ấy, cô chú anh chị mình sẽ bị biến chứng rồi. Vậy thì một trong những cái dấu hiệu cảnh báo mình có thể kiểm tra ngay mình có bị tiểu đường hay không thì cô chú anh chị mình nhớ theo dõi hết video này nhá. Thứ nhất đó chính là mình thèm uống nước ấy, và đi tiểu rất là nhiều. Một trong những cái phổ biến nhất đó chính là mình thèm nước, cảm giác khát nước một cách rất là khủng khiếp, nhiều hơn bình thường. Mặc dù mình uống đã nhiều nước rồi nhưng mình vẫn thấy khát và tiểu nhiều so với trước đây. Thứ hai mình phải nói đến đó chính là việc mất cân đối cơ thể của mình. Người tiểu đường ấy thì cái trọng lượng có thể béo rất là nhiều hoặc là gầy rất là nhanh. Trong vòng một tháng có thể giảm được rất là nhiều, đến 9-10 kg, rất là chuyện bình thường. Thứ ba, khi mà mình bị mệt mỏi quá mức thì đây là cái dấu hiệu phổ biến khi mà mình bị tiểu đường. Cơ thể không thể sử dụng được đường để tạo nên năng lượng khiến cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Mình kiểm tra ngay cái lưỡi của mình có bị khô không, bị ngứa không. Đây là dấu hiệu của tiểu đường nha. Lưỡi khô, miệng khô, cảm giác ngứa trong miệng, đây là mất cân bằng lượng đường ở trong cơ thể. Và cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy cái dấu hiệu đầu tiên nữa, đó chính là người tiểu đường ấy, khi mình bị những cái vết thương ngoài da thì rất là lâu lành và giống như là bị hoại tử. Ví dụ mình bị sứt da thì bị khoảng 1-2 ngày là vết thương sẽ bị lành ngay. Nhưng những người tiểu đường ấy thường là rất là lâu, nhiều tháng đến nửa năm, mà thậm chí vết thương ngày càng bị loét ra cơ, không thể đó là liền một cách đơn giản được.